Từ đó chúng tôi trò chuyện mỗi ngày. Alo, My Âm. Nhớ anh. À, gặp nhau thường xuyên hơn. Vì tôi biết chỗ làm việc của cô ấy. My Âm à, bánh của em nè. Jin và My Âm đã dành tình cảm cho nhau, nhưng vấp phải sự ngăn cản từ mẹ của Jin. Nè, thử tìm hiểu bé Sharon đi. À, con đi ăn cơm đây. Alo, là anh đây. Jin, anh có vợ không vậy? Tôi chồng của em liền đi có được. Được rồi, được rồi, được. Bây giờ em ở đâu? Em đã nợ tiền nhà mấy tháng nay rồi. Bên cạnh đó, Miao đã gặp phải quá nhiều khó khăn trong chuyện tiền bạc và mong muốn Jin giúp đỡ mình. À, để con ra dễ lau đâu. Con nhìn đi, cô ta làm hư hết đồ của mẹ rồi. Giải mẹ cắt để may đồ mà cổ lấy làm dễ lau luôn. Cô nhìn không biết đây không phải là dễ lau sao? Mời quý khán giả đón xem phần 4 tập 1 bộ phim Những câu chuyện tình, phát sóng lúc 11:50 ngày 24 tháng 7 trên kênh QRT.